18 khoảnh khắc chứng minh động vật cũng có cảm xúc như con người. Đối với những người yêu động vật, chắc chắn sẽ nhận ra rằng động vật có thể biểu lộ cảm xúc y như con người, hãy khám phá những minh chứng sau đây. 1. Chú vẹt này rất thích gối lên tay chủ nhân để ngủ với khuôn mặt mãn nguyện thế này. Ảnh, brisize. 2. Chú mèo nũng nịu bên chủ nhân. Ảnh, brisize. 3. Chú chó hẳn đang hạnh phúc bên đàn con mới sinh. Ảnh, brisize. 4. Một bối cảnh thay đổi theo thời gian, còn tình cảm của chú mèo vẫn vậy. Ảnh, brise, 5, tình cảm với nhau ngay cả trong lúc ngủ. Ảnh, brise, 6, tình yêu không phân biệt giống loài. Ảnh, brise, 7, chú chó không nỡ rời xa chủ. Ảnh, brise, 8, chú mèo này có thói quen nắm chặt tay chủ nhân khi ngủ. Ảnh, brise, 9, đôi chim không thể ngủ khi rời xa nhau. Ảnh, brise, 10. Tình bạn vượt thời gian. Ảnh, Bright Side. 11. Thói quen mỗi sáng ngủ dậy. Ảnh, Bright Side. 12. Chú cho hớn hở ra mặt. Ảnh, Bright Side. 13. Thoáng chút lo âu khi phải tắm. Ảnh, Bright Side. 14. Cần lắm một cái ôm. Ảnh, Bright Side. 15. Vẻ mặt hối lỗi khi làm điều gì đó sai. Ảnh, Bright Side. 16. Thậm chí sẵn sàng làm phiền khi chủ đang làm việc. Ảnh, Bright side, 17. Các y tá cho chú mèo vào thăm chủ nhân đang nằm viện, kết quả là nó ở lì không chịu về. Ảnh, Bryce. 18. Sự thân thiết này khiến không ít người phải ghen tị. Ảnh, Bryce. Hãy để lại bình luận của bạn. Nó sẽ giúp ích những người xem khác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.